Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Đây là hơi thở của thần vương lệnh. Lão thần vương, tại sao từ nhỏ tới lớn, ngươi đều thiên vị cho đứa con trai út của ngươi? Tại sao ngươi luôn ngó lơ tồn tại của ta, tại sao? Ngươi đến ngay cả tâm tư lấy đi 12 vũ trụ, bản nguyên đều không dám. Lão thần vương không để ngươi kế vị thì có gì đâu mà sai. Cảm nhận được chưa, lúc đó, lão thần vương chính là bị thanh kiếm này làm cho bị thương nặng. Giết phụ thân, giết đệ đệ, tình thân đều có thể vứt bỏ, ngươi theo đuổi cái gì? Địa vị vô thượng, sức mạnh vượt qua tất cả. Nói nhiều vô ích, đã đến lúc phải kết thúc rồi. Con rối trước đây ta đã bỏ ra vô số tài nguyên, ngươi của bây giờ gánh vác một phần sức mạnh của bốn người chúng ta, đã có tu vi thánh cảnh. Có thể phản bại thành thắng hay không thì phải dựa vào ngươi rồi. Thiên nào? Con rối Lâm Việt. Không hay là thiên nào ở chỗ của thiên phượng. Quang Minh Thần Quan, ngươi giúp đỡ kiểu gì vậy? Cô đi. Thế thì phải xem thử ngươi có cái bản lĩnh này hay không. Đến lượt chúng ta rồi. Không ngờ mục đích của các ngươi vậy mà còn có thiên phượng. Chuyện mà ngươi không ngờ vẫn còn nhiều lắm. Mắc bẫy rồi. Các ngươi đều cho rằng thiên phượng còn bị nhốt ở thiên nào hay sao? Đại đại ngu xuẩn, ngươi đã tính sai rồi. Thời không trọng trí. Vui mừng quá sớm, ai chết trong tay của ai cũng chưa biết đâu. Tiểu thần vương, ngươi tuyệt đối là đừng xảy ra chuyện đấy. Lợi ích của thần vương lệnh thật sự rất lớn. Chả trách não quỷ đó làm thế nào cũng không chịu giao lại cho ta. Sao thế? Sức mạnh mượn sắp biến mất rồi. Có lẽ là một kích cuối cùng đúng không? Một kích này có lẽ đủ để tạo thành nguy hiểm đối với hắn. Hắn này ung dung như vậy, lẽ nào còn có hát chủ bài vẫn chưa biết hay sao? Đệ đệ đáng thương của ta, nhìn thấy hay chưa? Đây mới là sức mạnh thật sự. An tâm mà đi chết đi. Đây là hơi thở của diệt thế. Đây rốt cuộc là sức mạnh gì? Đây chính là chủ bài thật sự của lục dực thần vương hay sao? Không quản nữa, cứ thử rồi tính tiếp. Bách bội ngũ hành đạo ấn trưởng. Trứng trọi với đá mà thôi. An tâm đi chết đi. Hôn lễ của Ngọc Thanh cần phải tiếp tục.